Hầu hết mọi người nghĩ rằng khi mà mình không trang điểm thì mình cần gì phải tẩy trang. Nhưng mà thật ra da của mình hàng ngày nó phải tiếp xúc rất là nhiều khói bụi, dầu nhờn tiết ra. Nếu chúng ta chỉ dùng mỗi sữa rửa mặt thôi thì đôi lúc nó sẽ không đủ sạch cho làn da. Đặc biệt là những bạn da nhờn thì cơ địa rất là dễ bị tắc lỗ chân lông. Nên các bạn phải luôn double cleansing, có nghĩa là tẩy trang trước và rửa mặt sau. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Nguyên. Và mình biết rằng có rất là nhiều bạn vừa mới đến với kênh YouTube của mình lần đầu tiên, thì mình xin giới thiệu, mình là Nguyên, bác sĩ da liễu. Và chủ đề chính của video ngày hôm nay đó là 10 lời khuyên dành cho những bạn mà da dầu để các bạn không bị lỗ chân lông to, bị nổi mụn cũng như là da bị bóng nhờn. Nhưng mà trước khi đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thì mình rất là hy vọng các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta được gặp nhau nhiều hơn, cũng như là các bạn nhớ nhấn vào nút quả chuông để khi mình ra video thì các bạn sẽ là những người nhận được đầu tiên. Đối với những bạn mà sở hữu một làn da dầu thì các bạn sẽ rất là khó chăm sóc da, bởi vì da dầu thì thường đi kèm với tình trạng là mụn này, lỗ chân lông to và da thì sẽ bị bóng nhờn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa ra cho các bạn 10 lời khuyên quan trọng nhất dành cho làn da dầu nhờn, đồng thời hướng dẫn cho các bạn những cách để chúng ta khắc phục được làn da dầu. Lời khuyên đầu tiên đó là các bạn phải lựa chọn được một sản phẩm sữa rửa mặt có độ pH từ 4,5 đến 5,5 và chúng ta không nên làm sạch da quá kỹ. Đối với những bạn mà da dầu thì thông thường các bạn sẽ rất là thích việc rửa mặt, bởi vì các bạn nghĩ rằng khi mà các bạn rửa mặt sạch thì sẽ đỡ mụn rồi đỡ bị tắc lỗ chân lông. Nhưng mà kỳ thực việc mà các bạn làm sạch quá kỹ, thậm chí có nhiều bạn tâm sự với mình rằng đã rửa mặt một ngày đến 5-6 lần, có nghĩa là da chỉ cần đổ dầu là các bạn sẽ đi rửa mặt, thì đây là một cái hành động sai lầm. Bởi vì khi mà các bạn rửa mặt quá nhiều thì nó sẽ làm mất cân bằng độ pH trên da và làm phá vỡ cái hàng rào bảo vệ da, khiến cho da của các bạn đổ nhiều dầu hơn, da cũng sẽ dễ bị kết ứng và nổi mụn. Những loại sữa rửa mặt mà các bạn rửa lên da mà nó gây cho các bạn cảm giác khô và căng da thì các bạn cũng không nên sử dụng, bởi vì những cái loại sữa rửa mặt này thì nó sẽ có độ pH rất là cao, nó làm mất cân bằng pH sinh lý ở da là 4,5 đến 5,5. Và người ta cũng đã có những cái nghiên cứu chỉ ra khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm sữa rửa mặt như vậy thì rất là dễ làm cho da của các bạn bị nổi mụn. Lời khuyên thứ hai đó là phải cung cấp đủ độ ẩm cho làn da. Rất là nhiều bạn da dầu nghĩ rằng da dầu thì không nên dùng dưỡng ẩm, bởi vì dưỡng ẩm sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, sẽ dễ hình thành mụn trứng cá. Nhưng mà thật ra điều này sẽ không hoàn toàn đúng nếu các bạn lựa chọn được một loại dưỡng ẩm phù hợp với làn da của các bạn, đó là làn da dầu nhờn. Da dầu thì lại gặp một cái tình trạng đó là da dầu nhưng lại bị thiếu ẩm, dẫn đến là da tăng tiết nhiều dầu hơn để bảo vệ làn da. Đây là một cái cơ chế rất là tự nhiên, cơ chế feedback của da, có nghĩa là khi da của các bạn bị căng, bị khô thì nó sẽ kích thích tuyến bã nhờn tiết ra nhiều nhờn hơn để đưa lên bề mặt da với mục đích là bảo vệ da và chống lại cái sự căng khô đó. Nên những bạn da dầu thì phải tập dùng dưỡng ẩm và phải lựa chọn được cho mình những cái sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp. Lời khuyên thứ ba đó là hạn chế make up và trang điểm. Đối với những bạn mà da dầu thì chắc chắn là cơ địa của các bạn rất là dễ bị mụn, không bị mụn viêm thì các bạn cũng bị mụn ẩn. Nếu các bạn make up và trang điểm thường xuyên thì nó rất là dễ gây bít tắc lỗ chân lông, bởi vì trong những cái sản phẩm trang điểm thì nó sẽ chứa dầu, chẳng hạn như dầu khoáng để làm ẩm thêm, và những cái bột ở trong phấn trang điểm và kem nền thì nó rất là dễ gây bí da. Các bạn nghĩ rằng là việc mình tẩy trang và rửa mặt thì đã đủ sạch cho da rồi, nhưng mà thông thường nếu các bạn make up đậm thì những cái sản phẩm làm sạch thông thường như vậy nó vẫn không thể nào làm sạch được 100%. Nên đối với những bạn mà da nhờn, da mụn thì chúng ta chỉ make up khi mà các bạn có những dịp quan trọng và cần thiết. Còn nếu mà các bạn đang ở trong liệu trình điều trị mụn tấn công thì tốt nhất là các bạn sẽ không trang điểm. Lời khuyên thứ tư đó là các bạn phải tập tẩy trang mỗi ngày. Hầu hết mọi người nghĩ rằng khi mà mình không trang điểm thì mình cần gì phải tẩy trang. Nhưng mà thật ra da của mình hàng ngày nó phải tiếp xúc rất là nhiều khói bụi, dầu nhờn tiết ra. Nếu chúng ta chỉ dùng mỗi sữa rửa mặt thôi thì đôi lúc nó sẽ không đủ sạch cho làn da. Nên các bạn phải luôn double cleansing, có nghĩa là tẩy trang trước và rửa mặt sau. Thì đối với tẩy trang mà những bạn mà da nhờn, da mụn thì có thể lựa chọn những cái sản phẩm nước tẩy trang là đã đủ sạch cho làn da rồi. Lời khuyên thứ năm đó là các bạn không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, tinh bột cũng như là sữa. Những cái thực phẩm mà khi ăn vào làm cho chỉ số đường huyết của các bạn tăng vọt lên thì nó cũng sẽ kích thích da của mình tiết nhiều dầu hơn và làm cho các bạn bị lên mụn. Chẳng hạn như là đồ ngọt, ở đây có thể kể đến như là bánh ngọt, kẹo ngọt, nước coca. Thậm chí các bạn ăn quá nhiều tinh bột thì cũng làm da của các bạn bị tiết nhiều dầu hơn. Người ta cũng nghiên cứu sữa là một cái thực phẩm có liên quan mật thiết đến độ nặng của mụn. Khi mà các bạn uống sữa quá nhiều thì nó sẽ làm thay đổi một số cái hormone ở trong cơ thể, cũng như là làm tăng đường huyết đối với những cái loại sữa mà có chứa nhiều đường. Vậy thì thay vì ăn những cái loại thực phẩm mà bánh ngọt, kẹo ngọt thì các bạn có thể chuyển sang ăn trái cây. Thì những cái loại trái cây nó cũng sẽ chứa nhiều đường. Tuy nhiên đối với đường ở trong trái cây thì nó sẽ hấp thu chậm hơn và nó đỡ làm tường
đường huyết tăng vọt hơn. Đối với tinh bột thì thay vì ăn cơm trắng, gạo trắng thì các bạn có thể chuyển sang yến mạch này, gạo lứt này. Lời khuyên thứ 6 dành cho những bạn da dầu đó là chúng ta hãy lựa chọn những cái sản phẩm mà có kết cấu càng mỏng nhẹ thì càng tốt. Các bạn biết rằng những cái bạn da dầu thì thông thường các bạn rất là sẽ bị bí da, bị bít tắc lỗ chân lông. Và nếu mà các bạn mua một cái sản phẩm nào đó mà bôi lên da mà cảm giác nó bóng nhảy, nó nhờn ở trên da thì các bạn rất là sợ, đúng không? Khi mà các bạn lựa chọn những cái sản phẩm mà chăm sóc da thì tốt nhất là nên lựa chọn ở dạng sữa này, dạng gel này, dạng lotion này, bởi vì những dạng này thì nó dễ dàng thấm hút ở trên da và nó sẽ hạn chế gây nên tình trạng mụn trứng cá. Lời khuyên thứ 7 đó là các bạn hãy tránh xa những sản phẩm mà có khả năng gây nhân mụn và những sản phẩm có chứa dầu. Có rất là nhiều sản phẩm nó có cái thành phần gây bít tắc lỗ chân lông, và có một cái thang điểm để đo khả năng gây nhân mụn của những cái thành phần này thì các bạn có thể dò để xem. Các bạn có thể gõ cái hoạt chất này cộng với một cái từ đó là comedogenic gray thì nó sẽ ra một cái bảng như thế này. Nếu mà nó ở mức 0 thì các bạn yên tâm sử dụng, còn nếu nó ở mức 4, mức 5 thì có nghĩa là nó rất là cao và các bạn rất là dễ bị mụn bởi những cái sản phẩm này. Còn nếu mà các bạn không có quá nhiều kiến thức về thành phần thì các bạn có thể lựa chọn những cái sản phẩm mà nó có ghi ở trên bao bì đó là non comedogenic for acne skin thì nó sẽ an toàn hơn. Đối với những cái sản phẩm mà chứa dầu, chẳng hạn như là dầu khoáng hoặc là những cái loại dầu thực vật thì chúng ta cũng không nên lựa chọn. Không phải tất cả những cái loại dầu đều xấu và đều gây bít tắc lỗ chân lông, nhưng mà đa phần những cái sản phẩm mà chứa dầu thì nó có khả năng gây bít tắc lỗ chân lông cao hơn. Đồng thời thì những sản phẩm này nó cũng sẽ khó thấm hút và đem lại cái cảm giác nhờn rít ở trên da. Lời khuyên số 8 dành cho những bạn da dầu nếu muốn thu nhỏ lỗ chân lông đó là các bạn hãy thường xuyên đắp mặt nạ đất sét. Đối với mặt nạ đất sét thì nó sẽ có chứa một cái thành phần gọi là đất sét kaolin, và thành phần này thì nó có khả năng hút những cái dầu nhờn và lấy đi những cái bụi bẩn dầu thừa ở trên da và giúp da của mình thông thoáng lỗ chân lông. Đối với mặt nạ đất sét thì các bạn có thể mua những cái hũ, những cái lọ nó khá là rẻ thôi ở trong siêu thị để chúng ta đắp, và khi đắp thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ đắp trên nền da sạch, và một tuần thì tối đa là các bạn chỉ đắp khoảng 1 đến 2 lần thôi để làm sạch cho da, tránh trường hợp các bạn đắp quá nhiều mặt nạ đất sét thì nó cũng sẽ gây kích ứng và khô da. Lời khuyên số 9 dành cho những bạn có làn da dầu đó là chúng ta hạn chế dùng giấy thấm dầu. Thật ra giấy thấm dầu nó không quá xấu, bởi vì khi mà các bạn dùng giấy thấm dầu thì nó cũng sẽ lấy đi một cái phần dầu thừa ở trên da và nó sẽ giúp da của các bạn đỡ bị bóng nhảy hơn, đỡ bị bít tắc lỗ chân lông hơn. Nhưng mà một số bạn là chúng ta quá lạm dụng cái việc sử dụng giấy thấm dầu, nghĩa là chỉ cần thấy dầu tiết ra là các bạn sẽ dùng giấy để thấm lên da. Tuy nhiên vì các bạn sử dụng giấy thấm dầu này quá thường xuyên và quá nhiều thì có thể làm da của các bạn sẽ bị khô đi, tăng tiết dầu nhiều hơn. Nên tốt nhất là một ngày chúng ta chỉ thấm 1-2 lần thôi để chúng ta lấy đi lượng dầu thừa và để lại cái lượng dầu cần thiết ở trên da. Lời khuyên số 10 cũng là lời khuyên quan trọng nhất dành cho những bạn da dầu, đó là chúng ta hãy thêm vào skincare routine của mình những cái hoạt chất có khả năng kháng viêm và kiềm dầu. Và ba cái hoạt chất điển hình mà mình luôn khuyên nhiều bạn sử dụng đó là BHA, niacinamide và retinoid. Đối với BHA, đây là một cái hoạt chất mà nó có khả năng tan ở trong dầu, nên khi các bạn sử dụng lên da thì nó sẽ đi sâu vào lỗ chân lông và nó lấy đi cái lượng dầu thừa. Có một cái lưu ý đó là đối với BHA các bạn cũng không nên quá lạm dụng mà chỉ nên sử dụng một tuần khoảng 2 đến 3 lần, và khi mà sử dụng BHA chỉ nên sử dụng ở cái vùng chữ T này để mà lấy đi cái dầu thừa thôi. Còn nếu các bạn sử dụng cả những cái vùng chữ U, những cái vùng mà dễ bị kích ứng như là vùng đuôi mắt, vùng gò má quá nhiều thì nó có khả năng là gây kích và đỏ da. Đối với niacinamide thì các bạn có thể lựa chọn những cái sản phẩm như là serum kem dưỡng có chứa 2-4% niacinamide. Thì người ta nghiên cứu thấy rằng đối với niacinamide nồng độ khoảng 4% thì nó cho khả năng kháng viêm và kiềm dầu khá là hiệu quả. Và đối với những cái sản phẩm mà dưỡng xuất dạng vitamin A thì các bạn có thể lựa chọn adapalene để nó vừa nhẹ nhàng, ít khi gây kích ứng cho da. Còn nếu bạn nào mà muốn chống lão hóa thì các bạn có thể lựa chọn retinol. Và mình hy vọng là qua video này với 10 lời khuyên rất là quan trọng và mình tâm đắc rút ra trong quá trình hướng dẫn các bạn skincare thì các bạn đã có thêm những cái tip để chúng ta chăm sóc da tại nhà. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên like cho video, subscribe cho kênh YouTube của bác sĩ Nguyên và xem thêm nhiều video khác của bác sĩ Nguyên ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại.